Xúc ảo thì bây giờ sao lại xúc ảo anh em? Team Bayer build mạnh nhất trong tầm giá chứ sao lại xúc ảo? Build xong đá luôn này. Anh em cứ bảo mình xúc ảo, buồn thiệt chứ. Khi nào lên video? Video đầu tiên hả? Video đầu tiên thì chắc có thể là tối nay rồi ngày mai luôn. Hủ lương á, à cùi có chữa bệnh không? Cứ cứ inbox có fanpage hình ảnh nạc cho mình nhé, để mình khám bệnh sơ sơ đã. Không Kiệt Quỳnh ơi. Khó lắm ơi em chỉ sợ mất slot vào tay anh thôi chứ mất slot vào tay B nó thì khó. Kiệt Huỳnh đã uy scan 30.000 đồng. Hết like nha A, nhớ 2 CDM nha A. Ủa mà ơ e anh chỉnh mà mặt cười, đừng tác động galit của e. À, anh thấy rồi, anh thấy rồi, cảm ơn Kiệt Huỳnh nhá. Nhưng mà anh thấy con Gulit cộng 4 này rồi. Anh em nghĩ sao Editor thầm lặng đã uy scan 10.000 đồng. nhỉ? Ôi, Làm cảm cái ơn gì editor bùng cầm cháy lặng. cho em có hứng edit nào anh dai ơi? Làm cái gì buồn chắc chắc nhất rồi. Robot Lewandowski. Lewandowski mùa nào ngon anh em nhỉ? Anh em thấy Lewandowski mùa nào là ngon? Bây giờ mình build đặt theo ý của mình thì hôm qua rồi. Hôm nay mình chuyển qua build đặt theo ý của khán giả đi nhỉ. Cáp cộng 5. Cáp cộng 5. Anh build đặt theo ý khán giả nhá. Ai đồng ý mua con Lewandowski này phím 1. 5 phím 1 là mua. 5 phím 1 là mua con Lewandowski này. Tôi thấy 1 phím 1, 2 phím 1, 3 phím 1. Thôi. Mời Lewandowski về đội của anh. Perisic. Thử Perisic xem. Perisic. Ian Perisic. Gnabry được này. Gnabry được. Gnabry của hậu quân hay này. Nhưng mà bây giờ Perisic thì lấy Perisic mùa nào ta? 23 TI BOE cộng 5 à. 23 TI có này, 23 TI này. 23 TI. Đây nhá. Team Bayer, Team Bayer. Team Bayer mạnh nhất tầm giá. Anh treo đi thôi, mua mua mà treo em, mua mà treo sao được. Tôi tư duy là tôi chơi đá đã uy scan 10.000 đồng. Thế thì phải một con main là hợp lý. Mane, Mane là sự lựa chọn gọi là hợp lý đấy. Leroy Sané à? Đúng nhỉ? Đây. Sané mùa này 52 tỷ cũng hơi chua, hơi cao, hơi cao, hơi cao anh cho Sané. Không sao, học chân nó được, nó được. Ăn con nào nó chơi được em. Làm tí Sané đi. Sané đi, không có suy nghĩ. Được, 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 anh đã được. Cam cam chắc anh nghĩ không ai qua được, không có bán Muller vậy. Ơ em có 47 tỷ lận anh em. Kimmich, Cancelo với lại cả hai con nữa. Anh nghĩ là Muller, đến mua Muller VTB thế này. Sao mua đây? MBS cũng là một lựa chọn hay nhưng mà không được. World Cup 22 á, World Cup 22 xúc thì lại không còn tiền. World Cup 22 xúc anh sợ là không đủ tiền. Thật sẽ xúc thôi không không đủ tiền. Lỡ mua à? Cancelo thì không mua được, bây giờ Kimmich cũng không mua được. Phải đá ba lắc đỡ đi. Mua sớm còn vào đá mấy game với anh em. Ba lắc BTB không mua được hàng luôn. Ba lắc EBS nhé. Lên donate ở trên, lên donate ở trên. Anh có game ở trên nhé. Ba lắc MC á. Anh là hết con đá con EBS này hơn. Anh đá con EBS này quen tay. Xong hàng tiền vệ, xong hàng tiền vệ. Rồi. Xong hàng tiền vệ, giờ hậu vệ. Còn hàng hậu vệ được, được, được. Em con số DB thì DB cộng 5 giá hơi cao đấy. Cộng 5 hơi cao. Cộng 5 hơi cao nhưng mà mua luôn đi. Coi như là này. Đôi lúc nghe cũng cũng hay đấy. Thế thôi mua DB này chắc chắn là không dư lương rồi. Mua con này không dư lương được.
mua này không dư lương được. Còn U30 Cano hay á. Sao ok anh, ba bắt up nếu có hàng. Ôi, cộng 8, ba bắt up cộng 8. Ba bát đá siêu ảo, ok, thay chốt, cộng 8, mua hàng cộng 8. Ta bây giờ mình mua hẳn cộng 5 luôn cho nó đẹp nha, chứ mua cộng 4 nhìn nó khó chịu lắm. Mua cộng 4 nhìn khó chịu lắm, mua cộng 5 đi. Mua cộng 4 nhìn hơi khó chịu. Ừ, cho đẹp đội hình đi chứ đã. Noi ơi, ok Noi ơi luôn, Noi ơi vẫn ngon mà. Tạo ta, mình không biết có mấy con đó luôn. Ôi. Anh em hiểu ý tôi ha. Anh không mua nên là bảo anh ghiến. Anh không mua nên là bảo ghiến. Mua luôn. Xúc về đập 8 á. Ok. Một cánh dư hẳn 11 luôn. Nhưng mà còn hai con này hơi xấu kiểu mình nhờ. Có quá đáng lắm không khi mà em cũng hiểu ý anh rồi đó. À, kiểu mình gọi luôn. Gọi hẳn đi gọi luôn à. Anh nghe em ơi. Gì mà em khóc thế, gì mà em khóc thế. Anh làm được, anh làm được. Mình mua cũng ngon mà anh em. Mua ngon mà. Đội hình bây giờ mạnh nhất trong tầm giá. Thầy là còn mạnh hơn. Thầy Tân cũng là 1-9 và 100 mới đúng. Anh so với thầy Tân là còn thua xa. Đấy. Đấy, 1-0, 1-0 liền, chúc bảo TV. Không sao đâu, còn còn những anh em ngồi đây là gọi là rất là vui rồi. Hay nhờ, hay nhờ. Để hôm nào va với Di Trường phát nhờ. TG phát. Nghe bảo TG múa ghê lắm. Mãi chưa có dịp đá với TG. Làm gì được, làm gì xuất vô được. Làm gì xuất vô được. Cho nó. Uầy, ok luôn anh Lộc ơi. Cảm ơn anh luôn. Còn trông đợi gì hơn đâu anh em. Ừ thì kiểu như mình còn đi làm á, nên là cái giờ mình sắp xếp được mỗi buổi tối thôi. Được tầm mỗi khung giờ này. Đấy, mạnh mật là ngon chưa? Gặp trên gạch. Em chưa gặp TV anh à. Dạ. Chiều em cũng có xem của mấy anh em trên Facebook á, thấy có những cái đội hình của hàng công sướng. Cho anh em còn qua xem thầy đó anh ta. Một không. 300 người làm cái giveaway đặng cạc cho anh em nhé. 300 người làm giveaway luôn. Đá cộng ai. Không đá Hồ Gươm anh em ạ. Ừ thì ý là không kịp thì thôi ngày mai mình lại sẽ chim mặt này tiếp. Em lo gì, mai là tiếp tem ba ye. Em chơi em ghén à. Ok. Đâu, sao đâu em. Thì mình mua mình đọc 8.
Ok. Kìa Quỳnh khóc anh em ạ. Kìa Quỳnh khóc rồi. Mua đôi chút tết mà em Kìa Quỳnh bảo tí chắc em đứng trước cửa nhà anh quá. Con mua lơ ngon mà anh em. Nó kiểu giống như là ở dưới đất chui lên á. Mua lơ đúng kiểu dưới đất chui lên luôn. May đó, ạc này. Lắp cho nào. Đây QD, QD, một quả QD tặng cho anh em. Dành tặng cho Kiệt Quỳnh. Dành tặng cho Kiệt Quỳnh. Không gì rồi. Em thấy em build được mã lọc. Chứ anh nhìn đá này, build được mà. Build ngon luôn chứ. Chơi sự kiện đi á. Em vẫn còn máu rồi. Quên kìa. Dạ em cảm ơn anh Lộc. Em sẽ ghi nhớ những cái này của anh đó. Em đi chỉnh từ từ. Đây dạng hình. Ok. Muốn sửa chứ. Hay là mai làm quả kiểu như đá đồ hình mà viewer muốn. Thấy sao? Xong rồi.